Bữa nay Trung Cộng giả bộ thử gan của Biden coi nhát. Hay là gan phải không, cho balloon ở bay qua trời phải không? Thì cũng dám bắn nữa. Ôi gặp tôi là nó lấy mũi tên đó, cái mình nhúng dầu đốt lửa bắn cả cho mình cháy chà mà luôn trên đó. Má phải sợ, vậy mà cũng dám bắn. Chuyện vậy thôi cũng dám làm. Tại làm á, là tập chống bình á, không khai hết. Mày á, lấy tao nhiêu tiền đây, bằng chứng đây. Con mày lấy của tao nhiêu tiền đây, bằng chứng đây. Sợ. Cái gì nói mà thay Biden á, dễ ập. Dễ như vậy nè. Nhưng mà ai là người thay thế? Nếu mà để cho cái bà Kamala mà là Ấn Độ á, mà lên làm tổng thống một cái nước Mỹ, mà để cho một người không phải người Mỹ mà làm tổng thống, thì quân đội á, nó phục không? Nổi loạn. Mỹ đen phục không? Nổi loạn. Mỹ phục không? Nổi loạn. Mỹ trắng phục không? Nổi loạn. Á Châu phục không? Nổi loạn. Thì lúc đó đó mới gọi là có hai bà đàn bà bị hạch tội. Thì mấy năm có nói cái cơ bản đi. Mà có ai bao giờ nghĩ ra Biden sẽ nửa đường gãy gánh không? Việc nói. Cho nên là bữa mà lúc mà ở hội trường đố anh Trần Nhật Phong á, ồ Trung Quốc chia 5-7, những cái gì mình nói bữa đó có clip làm chứng, ổng đâu có hiểu. Tại vì mình đọc tin tức mà computer đọc xuống thì dịch cho tiếng Việt thì cũng là khó đi, nhưng mà nó là đã xảy ra rồi. Còn những chuyện mà nói trước á, mà nó xảy ra đó mới là khó đó quý vị. Mình nói chúng hết tới ngày hôm nay chính là đây kìa, mình lên đây mình không có nhiều thời giờ. Mình người Việt mình chỉ tập trung nói chuyện của Việt Nam để cho mình cứu dân mình thôi. Chứ còn mà cơ vận á, mấy vị không có dạy cho chị cái một cuốn sách dày hiện giờ cũng còn nhà. Mình chỉ lấy có vài trang mình nói là riêng nước Việt. Không có gì nói là toàn thế giới nghe. Nhiều khi nói những cái vũ trụ khác nữa nghe. Nhiều khi nói UFO nữa nghe. Mà nói tùm lum lên nó thành ra cái đài thiên tâm, đài official mình nó loãng sao. Đúng không? Sơ sơ chơi vậy thôi. Cái bài này của nước thầy. Lóc cóc, nghe thằng nói dốc. Là biết ai nói dốc rồi đó phải không? Có gì hiểu rồi phải không? Đảng mình á, nghe thằng nói dốc. Lóc cóc, nghe thằng nói dốc. Mang thân đi học, rồi lại đi tù. Sao lại đi tu? Ăn chay ròng rã, tức là ở trong chùa, trong tù có gì đâu ăn. Ăn chay ròng rã, từ 5 con mã, 5 con ngựa, đến 5 con mồi. Không biết năm nào, à, tính ngày số thì không biết. Hả? Nhưng mà năm nào, ai không biết mùi là dễ. 5,000 mấy, giờ ấm quẻ liền đi, trời cao độ. Hả? Mãi với mùi là 7 mấy. À, đứa nào sanh năm đó tự nó nhớ. Đúng rồi đó. À, đúng rồi ha, cỡ này cũng hay, 78, mãi, 79 à. À, từ 5 con mã đến 5 con mồi, 78, 79. Từ năm 78 đến năm 79. Vậy chơi lẹ. Chứ mùi với mã nghe khó hiểu không? Vợ chạy ngược xuôi, tức là ở Sài Gòn á, là phải bán thân đi cặp bồi với mấy thằng công an bộ đội á. Không, rồi mấy lò mà vét đồ ở trong nhà có gì ra bán trời trời á, là chạy ngược xuôi vậy đó. Bởi vì xưa đó là chồng thì ở tù, vợ thì cặp với bộ đội. Đó mới có nữa. Thấy nhiều lắm. Vợ chạy ngược xuôi, mang ra đồ mặn, lâu lâu có tiền á rồi ra ngoài. Nhiều lúc á đi thăm chồng á phải làm cho nó vui lòng đêm á, rồi nó cho cái vé đi xe lửa Hà Nội dễ thăm nuôi. Rồi đi vô tới cổng trại rồi phải dè vuốt cái thằng trưởng trại cái nữa đủ á, mới gặp được chồng. Rồi bởi vì cái phụ nữ mà thời đó khổ phụ nữ thời nay. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng. Nó đói mình no. Tức là ngày xưa lính bộ đội mà gác tù á, nó còn nghèo lắm.
tướng nào nấy nó vừa ăn khoai mì trong rừng mà. Ra nắm chức thì làm sao mà mập như bây giờ được. Giờ thấy công an nào nấy không? Trời ơi, nó mập mà chạy không nổi. Bị mấy đứa nhỏ bển quýnh thở cái hụt vậy. Cảnh sát công an gì đâu á mà đi không nổi mà. Ăn với nhậu không. Mà thời xưa không có, thời xưa nó ốm nhách. Nó đói mình no, nó lo mình sướng. Sợ sự đời khó tưởng, tù sướng hơn cay. Hỏi ai thắng ai, rồi cười dở bụng. Ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Nghĩa là thằng nào á, mà nó tệ nhất á, là cũng phải đút lót. Tức là từ cái thằng trưởng trại, phải không? Ve vuốt nó một chút, phải không? Rồi tới lúc tới cái thằng mà lính quèn mà gác cửa là cũng phải cho nó gì nữa. Tức là đi nguyên vậy là mới thăm được chồng. Cho nên giờ mấy bác Hồ phải thương vợ nhiều một chút nha. Ai than nghèo túng, ai xin tiền tù, ai khôn ai ngu, giờ đây đã rõ. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng. Thời đó không ai mà nghĩ ra được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam. Không phải, lá cờ vàng ba sọc đỏ của vua Thành Thái. Từ nay mình đừng nói Việt Nam Cộng Hòa, mấy đứa nhỏ nghe nó không có hiểu, nó bị sốc. Mình phải nói là lá cờ vàng của vua Thành Thái. Thì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của vua Thành Thái á, ai mà tưởng tượng được sẽ có một ngày treo lại nước Việt. Mà thời đó đó, quý vị muốn cho những người mà cấp tá, cấp tướng, hay là làm trong quốc hội, hay là trong hạ viện đồ của Thượng Thiệu á, có một cái niềm tin. Cái niềm tin nó cực kỳ quan trọng lắm. Nó cũng giống như những đứa con họ Thiên chúng ta, mà hôm nay mình biết chắc là đời này mình được dễ cha mẹ, đúng không? Còn con họ Diệu, họ Tịnh, họ Thiện gì đó thì cứ đi theo thầy xuống dưới gầm cầu hết đi, bảo đảm. Thì là cái nguồn tin rất là cực kỳ quan trọng. Khi ở một cái nơi cùng cực, không có nghe được tiếng nói của thế giới bên ngoài, ở trong đó làm gì có đài tin tức nào đâu biết nghe. Thì ở trong tàu á, thì mấy vị đã biết được. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Nhưng mà tiên cơ mà mấy vị cho cái bài sấm cơ này treo hả? Từ thời 79 tới thời nay là quý vị biết như 42 năm rồi, đúng không? 40 mấy năm, rất là lâu á. Cũng giống như cái bài Kính Thiên mẹ viết cho Kiệt, lúc đó Kiệt mới có 12, 13 tuổi. Không còn bao lâu mà lúc mà Kiệt biết mình là con của Thiên Thượng, thì mình cứ nghĩ không bao lâu, là mình cứ nghĩ theo kiểu thế gian mình đó, vài tháng vài năm. Ai về để một cái hôm nay năm mấy tuổi, ghê không? Tại vì ở trên á mới nói ô một đời người là một cơn gió thoảng. Chị xuống đây ba ngày là mấy trăm nghìn năm, đi khắp cái vũ trụ này, đầu thai 1800 kiếp. Thì bây giờ có kiếp này nhầm nhò gì? Thì cho nên ở trên nói à, không còn bao xa cái bài Kính Thiên số 1 á, là 40 mấy năm. Nhưng mà cái ganti á, là mình biết được. Là về trên có nói, hồi xưa đó Hồ Chí Minh nhận lệnh của Thượng Đế là giờ là hoành hành nước Việt, tức là xã nghiệp cho nước Việt, đúng 80 năm phải trả lại, không hơn không thiếu. Mà cái đó giờ đúng chưa? Đúng 80 năm chưa? Từ lúc Cộng sản nắm chính quyền hả? Hơn rồi phải không? Cho nó bonus một chút đi. Tại vì cần mới chuyển tiền qua Mỹ mấy chục tỷ á, để cho một chút thời gian để mà gom cho sạch cái nước Việt, phải không? Gừng cũng hết, biển cũng không còn, đồng ruộng lúa cũng không còn, tài nguyên cũng không còn. Chất xám thì thành cái chất độc không? Mấy đứa nhỏ bây giờ là đâu có biết gì về lịch sử nước Việt. Rồi không có nhân lợi nghĩa chứ tích là gọi là một đám hỗn hào á. Tức là để lại một đống hỗn hào, một đống rác. Thì là hơn 80 năm phải không? Thì bây giờ cho thêm cao nhất là 1 năm để mà chuyển thêm 50-60 tỷ qua Mỹ nữa. Đọc tiếp bài này nha. Nó hồi lạc đề. Màu vàng màu đỏ, ai nở vỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo treo khắp nước. Vàng được đỏ thua,
Bây giờ cái câu này á, mà mình nói á, là cờ của vua Thành Thái, cờ vàng ba sọc đỏ của vua Thành Thái mà thắng cờ đỏ sao vàng của Việt Nam ngay cả thời điểm này nè, giây phút này, có ai tin nổi không? Bảo đảm cũng khó người tin nữa. Nhưng ngược lại, hồi xưa năm 79, những bác đó lại rất là tin. Người ta tin, tin người ta mới sống được. Tôi bắt đầu mới đi HO1 cho tới HO nhiều, cuối cùng là mấy chục đó. Chứ nếu không có lòng tin khó sống lắm. Ngày nào cũng thấy dài đằng đẵng là chết, lần chết mòn ở trong tù sao. Cờ vàng, vàng được đỏ thua, vàng vừa lên giá, từ năm con mã sụp năm con mồi, bới lũ cộng ơi ra hàng gấp gấp, miền Nam núi sập rắn nở rồng bay. Thì mấy cái chuyện này là mình biết rồi đó. Hôm nay rồng bay khắp bầu trời đúng không? Biết bao nhiêu hình ta chụp. Rắn thì có hai ông rắn khổng lồ ở núi Cấm. Rồi, ông cứ qua Mỹ, ông xin kiệt đặt là nói ngài nhận tôi làm đệ tử. Ông tu mấy nghìn năm ở núi Cấm đó. Thì cuối cùng chịu ông nổi ổng, thì mình mới có hai ông đệ tử là rắn. Cho nên không phải chỉ có loài người là đệ tử của Kiệt, mà rắn, hai ông rắn thần ở năm non bảy núi. Thì ở đó rồi cái mới đặt tên là Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông. Bây giờ ai lên chỗ Điện Thái Hoàng Thiên đó, là có hai ông rắn ở đó. Xin gì ông cho ở đó. Thiệt á, ông cũng qua Mỹ bữa hổm lễ lớn lớn á, mấy đệ tử ở bển qua đây chơi. Cái ông bay qua, ông là thần. Thần bay đâu cần mua vé máy bay đâu. Cai quản núi Cấm, hai ông rắn thật. Rắn nở rồng bay. Hết thời tụi bay. Mà sao không biết, trời chu đất diệt, tàn hết. Nay mai máu đổ miền Tây, tức là miền sẽ sang xâm lắm, gọi là máu đổ miền Tây. Tịnh biên châu đốc, ai khóc ai cười. Nghĩa là dùng ở miền Tây đó, sắp ganh giới với Campuchia đó, là tịnh biên châu đốc đó. Hồi xưa năm 79 nó cũng tràn qua, nó cắp dùn rồi phải không? Thì nó sẽ tái diễn lại. Thì trong cái bài sấm cơ này cũng có nói luôn cái phần đó, là tịnh biên châu đốc, ai khóc ai cười, ai người ai khỉ. Câu này cũng hơi sốc nặng á. Mấy vị cũng chơi chữ lắm. Khỉ á, tức là có cái bài của ông Chặn Trình á, là đến lúc mà khỉ nó xuống rừng á, rồi khỉ về rừng á, thì giờ đột xuất mình không biết bài đó. Thì mấy vị cũng ví như mấy cái bọn mình gọi là tà đó, đảng khỉ luôn á. Ai người ai khỉ, ai ma ai quỷ, ai rõ trắng đen, ai khổ bao phen, bây giờ sung sướng. Có nghĩa là mấy bác HO á, thời xưa khổ bao nhiêu, thì bây giờ là nữ thần tự do sẽ lo tất cả, đem qua Mỹ là sung sướng đúng không? Rồi được đi khám bác sĩ, rồi Medicare, rồi con học bác sĩ kỹ sư, để chở sắp sửa trở về cũng giống như mình có mấy ông tướng Lương Xuân Việt rồi vậy đó, phải không? Thì là câu này để mình mình đóng bằng phim mà. HO cũng đóng bằng phim nghe quý vị. Hồ Chí Minh cũng đóng bằng phim nghe. Việt Cộng bây giờ cũng đang đóng bằng phim nghe. Bác Trọng bây giờ cũng đang đóng phim cũng hay á. Thì để cho chúng ta học một bài học. Cuối cùng rồi là ông trời thắng. Phật Thánh Tiên Hạ Phàm sẽ điều hành đất nước Việt lại, ổn định trật tự lại. Thì vì lý do tại sao? Là lý do tại vì chúng ta cũng quá ác. Người Việt cũng quá ác. Diệt chủng một dân tộc chim thành rất là nặng. Bốn cái đầu người mà lãnh lương mà hết lính của vua Minh Mạng, thì quý vị nghĩ ác không? Hồi nay dám làm chuyện đó không? Mấy anh cà theo nó ác còn chưa làm chuyện đó nữa. Cho nên mà đừng tưởng là người Việt không có ác. Không ác sao trả nghiệp. Cho nên bây giờ cha sai chị xuống đây, con xuống con làm mối hàng. Con đừng có chọc mấy con khỉ này nhiều nha. Nó quậu nó cũng cắn con á. Con ở khúc giữa để sau này nó ở cái thế cục á. Thì con làm cái gói độn, nói là lấy ân báo oán.
chứ không có được mà viết qua viết lại nữa. Lý do là tất cả chúng ta đều đóng bằng pin hết. Người thì pin sướng, người thì pin khổ. Cái người mà HO á, đừng có tưởng là họ ở ngoài đó 5, 7 năm, 10 năm gọi là khổ, không có khổ. Bác Phạm Nhân Đồng tới ngày hôm nay nè, giống như bác Nguyễn Chí Vịnh hay là những cái người mà giàu có, từ lúc mà họ đi trong đường rừng Trường Sơn là ăn phải mì là khổ đúng không? Vô đó đó, rồi có những ông bây giờ làm lên tới chức bộ trưởng bí thư. Vô đó ngày xưa Hồ Chí Minh á, cho ăn trộn đồ ăn vô trong lúa gạo, ăn cơm á, tiệt hết. Tại vô đâu có phụ nữ, mấy cô giao liên có vài cô thôi, chỉ phục vụ hàng tướng thôi, chứ đâu có phục vụ hàng hàng quý đồ được. Cho nên bác Hồ mình nó cho ẹt ẹt hết, ẹt mà ẹt cái kia kìa, không ẹt cái này. Để nó khỏi có bị điên á, âm dương hòa hợp mà. Để mà chỉ có bắn thôi. Thì bác Hồ dùng giống như là robot vậy đó. Robot có cảm giác. Đến khi hết đường Trường Sơn là đã khổ không? Mà 60.000 bộ đội chết là sanh bắc tử nam, là mình không nói nha. Đứa nào nấy 12, 13, 14 tuổi không, mình soi lại toàn lẫn nít không à. Chỉ biết bóp cò thì biết gì. Còn những cái ai mà hên á, thì hôm nay được nắm chính quyền, thì lúc đó vô ăn hối lộ, đóng tiền. Ăn hối lộ thôi, nhưng mà ở kia nó quẹo quậy, đâu có làm ăn gì được. Thì có phải là cái gì? Khổ. Khổ tinh thần phải không? Rồi bây giờ cái sau 4 năm, 8 năm mất nhiệm kỳ, cái ông khác lên, bắt vô ở tù giống như kiểu bắt thăng rồi mình vậy đó. Là thêm chuyện khổ nữa. Rồi á, đưa tiền cho con cái, nó quậy nát hết, thêm cái khổ nữa. Cái là tinh thần lúc nào cũng khổ, thể xác cũng khổ. Khổ hơn mấy bác HO nhiều. Nhưng mình phải thương mấy bác HO á. Nghe này á, phải thương mấy kẻ thù của mình á. Rồi bây giờ về già, không có ông nào á mà yên tâm hết. Chết cha, không biết ngày nào bắt trọng đốt củi tới nhà tôi nữa. Đúng không? Khổ tiếp. Rồi con tôi á, bây giờ á, nó ra hải ngoại, nó lấy tiền của tôi, nó phát của, nó làm này làm kia. Tự gì ở Việt Nam qua á, tưởng đâu là đưa con đi vô học ngon lành, thật sự qua đây quậy không á. Cho nên nếu mình so sánh một bên kia và một HO, ai sướng hơn nè? Cười. Ở đây có ai có HO không? Giơ tay lên. Có hả? Ngăn quay lại đi. Giơ tay. Quay cái màn hình lại. HO ngồi ở đây mấy người. Thì cái phân tích mình đúng không? Cho nên Việt Nam mình đừng có nghĩ là tiền là thứ. Thì hôm nay, cách đây mấy tuần trước, cái gọi là bên Hồng Thiên Trong Núi á, mấy chị á kêu Kiệt á hãy đi gặp gỡ HO. HO có gọi là HO mấy bác mà còn sức khỏe đó, nung đúc tinh thần để chuẩn bị đi về để mà làm một cái cầu nói vậy đó. Cái mình mới hỏi, ủa sao kỳ vậy, sao lại cần HO về? HO về là có những ông ở đây á, từ bữa giờ bốn mấy năm không có được về, nghe không có dám về á. Thì mới nói nếu mà mấy người này á, có số quân người Mỹ biết mà cầm cờ vàng ba sọc đỏ thì là bằng cả mấy triệu người của bên Việt Nam nói chuyện Mỹ nó không nghe đó, là họ cũng vẫn còn cái giá trị đó để mà hàn gắn dân tộc. Mấy vị có kêu cái đó mà mình gom bữa giờ được mấy bác, là bữa có bác họ ngồi đây HO. Nhưng mà bao nhiêu HO ngoài kia hiểu được cái tiếng nói của cái đài Thiên Đình này, đâu có bao nhiêu đâu. Tại vì khi mang quân ngũ đời lính, có học thức sĩ quan Đà Lạt khóa 1, khóa gì đó, rồi bao nhiêu hận thù, họ không có hiểu tâm linh, không bao giờ hiểu được mọi thứ đều là một cái xã nghiệp trên nước. Họ không có hiểu, họ chỉ là một người nhỏ nhoi đóng vai trong một cái màn kịch.
thời đại của do Thượng Đế và chư Phật sắp xếp của thời Phong Thần II. Và họ không bao giờ tôn trọng chuyện, cả HO cũng không tôn trọng nữa, tôn trọng á Ngô Kỷ đâu có quậy kiểu đó. Đại khái là cứ nghĩ là mình chánh nghĩa cứ ra ào ào ào, không phải. Không có biết việc là một giống như cha cho xuống á, là một cái mình nói giống như một cái leadership về tinh thần. Nhưng mà sau này á, mọi chuyện á, đâu ra đó mọi người thấy. Mình nói bữa nay nó hơi sót. Thì mình phải thương, mấy đảng viên cao cấp, thằng trước thằng sau có tiền cũng không có được vui. Còn ngược lại, cái đền bù những bác ô ở tù có 5 năm, 10 năm, 20 năm, con hôm qua Mỹ hôm nay thành tài hết, một cái tương lai sáng rực. Đó là một những cái mầm mống cột trụ tương lai xây dựng nước. Tự vì ít nhiều á, trong gia đình cha mẹ đã hiểu được những cái gì đúng, cái gì sai, thật giả, đã dạy lại cho những đứa con này. Thì những đứa con này bảo đảm về Việt Nam không có dám ăn hối lộ và biết cái sự công bằng và biết cái sự tự do, tự do tiếng nói, tự do bỏ phiếu, tự do suy nghĩ. Để đọc xong bài thơ này. Ai ma ai quỷ, ai rõ trắng đen, ai khổ bao phen, bây giờ sung sướng quá sung sướng. Có công được thưởng, có tội phải trừng. Nghĩa là ai là có công? Không phải là lính Việt Nam Cộng Hòa trước 75 là có công không đó. Mấy vị nói mấy ông cộng sản đảng viên nhiều ông cũng có công nữa đó. Giờ đố quý vị ngồi trong cái phòng này, Bác Trọng có công không hay là có tội? Không, mà nói cái chung chung nghe, mình nói thật lòng nghe, đừng có nhìn mặt mình rồi giơ tay. Ai nói ở trong phòng này nói Bác Trọng có tội giơ tay lên. Giơ tay lên, ai nói Bác Trọng có tội? Một người, một cái bác lớn tuổi nhau, hai người, ba người, bốn người nó bắt chậm có tội. Ủa sao còn mấy chục người sống giờ? Ê, Ngân quay khán giả đi con, đừng có bấm qua đây nữa. Tại khán giả đang gây cấn nè con. Có bốn người nó bắt chậm có tội hả? Bác này nói là bắt chậm vừa có công vừa có tội hả? Có tội không hả? Cái gần chút phân tích để chờ cái màn hình quay lại. Ít quá vậy. Vì ai nói Bác Trọng là người có tội? Có tội. Rồi ai nói Bác Trọng là người có công? Giơ tay lên. Cũng là thằng hữu tính. Sao con giơ hai tay vậy con? Tay phải tay trái luôn vậy? Ok rồi. Bây giờ lấy microphone cho hữu tính phân tích trước. Công là công chỗ nào, nói thử cho nghe. Có cái công là làm cái việc ác nhiều. Hả? Làm cái việc ác. Ok nhiều. Nói ra Nam Nhi chi khí mà nói chi nhí vậy. Dạ có nói cái công của là đàn bà nói. Có cái công là làm ác nhiều. Ở đây mình nói thiệt, không có nói lóng toàn. Đang hỏi thiệt trả lời thiệt. Ok, công là cái gì? Gọi là cái gì? Bác Trọng, Nguyễn Phú Trọng, sorry, bác Nguyễn Phú Trọng, để công của ổng ra. Dạ, có cái công là cái công là dù sao đi nữa cũng gom tất cả về những cái thiện cái ác sâu ra trong này rõ ràng hơn. Tội là gì? Nó là quá. Cái tội là bán nước.
Giỏi lắm, hai đứa con ổng đi lấy mấy thằng đảng viên cùng cao cấp của bên Trung Cộng thôi, bán nước đâu. Ổng đâu có khả cho có bà xinh xám nào bên Tàu đâu. Ra nhiều cây lực. Chỉ có hai con gái là dâu có đảng viên cao cấp của Trung Cộng đó mà. Không có tội. Chuyện của con ổng là chuyện của con ổng. Nó ký những con chắc. Hả? Ký những cái tồn chắc tội là đủ. Cái con nói chuyện rõ ràng rồi, đưa bác này nè, nó rõ ràng là công tội thử mình nghe chơi phải không? Rồi bác trọng công chỗ nào? Để gần vô á, bác nghe tí. Để gần vô nè. Công, rất là vắn tắt, ngắn gọn. Công. Hiện tại tham nhũng đang tràn lan cả nước. Thì không biết rằng cái ngụ ý của ông có thể là gì, phe phái hay gì, nó biết cái chuyện đó thì mình không có nắm giữ được vấn đề nên không có được tới. Nhưng mà đem trừng trị những kẻ tham nhũng đấy thì đó là công của đất nước, mặc dầu cái là cái phạm vi và trừng trị đó hiện nay đó, nó rất là nhỏ hẹp, nó còn hạn hẹp đó, nó chưa có phải là một cuộc thanh trực là tham nhũng để thu nước. Và cái tội á thì là Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư, tức là người lãnh đạo cả một nước, mà để cho cái thể chế của mình đó nó đi vào cái ngõ cụt, nó đi vào cái ngõ đường cùng, mà để cho nghĩa là cả một cái hệ thống cầm quyền đó bề rạc như vậy đó, đụng tới đâu tham nhũng tới đó, đụng tới đâu tham nhũng tới đó, thì không thể nào mà Nguyễn Phú Trọng không có tội. Quan điểm của tôi rồi, nhưng mà cái tội á nặng hơn công làm mất dân tộc không mà cô kìa. Rồi rồi, đây ai muốn phân tách nữa, cái này quan trọng. Ở bển Bắc Trọng đang nghe mình á, livestream. Bắc Trọng á, có cái tội á, là chỉ làm vua một nước, làm người chỉ huy chủ tịch một nước, mà chỉ làm thằng bù nhìn cho thằng Trung Cộng. Trung Cộng sai cái gì là Bắc Trọng làm cái đó, chứ không có được tự ý làm cái gì là làm dưới quyền của Trung Cộng. Là cái tội như vậy. Thấy không? Không dám phân tách hả? Chờ xuống máy bay bắt chậm tới rước hả gì vậy? Không phải á. Chưa xe phụ. Rước hả? Cái vấn đề công và tội á, nếu bây giờ mình xét về mặt tâm linh á, thì ông ấy có công. Là bởi vì ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Còn cái tội của ông á, là tôi nghĩ rằng ông ấy nhận cái lệnh của Trung Cộng làm đủ mọi việc hết. Thậm chí ở trong nước hiện giờ, cái hiện tình ở trong nước hiện giờ mọi người đều biết cả rồi, thì cái đó là cái tội của ông thôi. Chứ còn cái công của ông á, là cái công là về mặt tâm linh á, thì mới có công. Chứ về mặt xã hội ở ngoài đời người thường mình, ông không có công gì cả. Rồi còn ai nữa? Ở Bắc Ngư hằng mấy vụ này lắm, sao ngồi hiền với người ta? Đang bị quê vụ vừa nãy. Phát biểu công tội của Bắc Trọng. Thưa tôi nghe Phong Hanh là cũng sẽ là Bồ Tát đó. Trong hồi xưa, nếu thật Bồ Tát thì giờ chót, ông sẽ quay đầu. Đó là cái công thôi, tôi nghĩ đi. Mà nó nằm trong cái tâm linh này đó, mình có mà đó, có thể... Mình nói thực tế thì đừng nói gì tâm linh. Nói nhìn thực tế thôi. Thực tế thì giờ cái dư luận mà tôi về á, tôi nghe toàn là họ than không. Hả? Họ than không à. Nghĩa là từ công an cho tới chính, tất cả đều là cái hệ thống nó giống nhau hết trơn, thành ra rồi nuôi nhau. Biết tội nhưng mà vẫn làm. Cái đó tôi, nếu mà thật ra ông Bồ Tát từ cái kiếp trước mà giờ chót, tôi nghĩ rằng ông sẽ là... Nhưng mà ông này ông năng bi Bắc Trọng ta. Nhưng mà cái công đó thì chắc giờ chót mới thể hiện. Chứ bây giờ thì toàn là tội không à. Để nói nghe, nếu ông Bồ Tát
ông Nguyễn Văn Trực là thần, tại sao để cho ông bị què hoặc thừa hợp? Cho nên anh nhớ nha, mấy vị thần cũng có tôn ti trật tự. Mình nghe câu chuyện đó rồi, vậy ông này không có rành tâm linh, không lẽ đi thần đi dám quýnh Bồ Tát hả? Phải phân tách, không phải vậy. Ok, rồi ai muốn phân tách nữa, người nữa, người cuối cùng con phải không? Rồi, qua đây, microphone đâu, nói. Qua đây. Thì theo con thì con thấy là bây giờ ổng làm cho dân khổ quá thì ổng là người có tội. Nhưng mà nếu sau này mà cái thể chế ở Việt Nam mà có thay đổi á, thì đúng là ổng có công, tức là ổng giúp cho người Việt Nam nhận ra được cái thể chế cộng sản á, là nó không có tốt nữa. Thì ý của con là như vậy, mà không biết, con nghĩ vậy thôi. Ok, rồi còn ai sao? Hiếu Kỳ muốn không? Không ấy, ai thì muốn phân tách giơ tay lên rồi đưa cho đại tử đó. Tại vì đang cơ hội nói cho đã thì để ấm ức. Nó ý của tôi hay mà sao không cho tôi nói. Hello. Theo thì là không biết bác Trọng có công hay không, nhưng mà về tội á, thì từ năm 75 vô cho đến bây giờ thì dân oán rất là nhiều. Cái xã hội nó rất là mục nát. Những công an rồi phường làm khó mà không có ai đứng lên để mà giúp đỡ, chỉ nói một đằng nhưng mà làm một nẻo. Thì qua mấy tờ báo thì thấy như vậy đó, nhưng mà không thực tế thì chắc nó còn tệ hơn nữa. Thì bằng chứng là trong gia đình của Yến cũng có bị cộng sản cũng có giết nhiều người. Rồi anh thì cũng không có được học hành, cũng không được suôn sẻ. Phải trong gia đình có hai người, nếu có hai người đàn ông thì một người được đi học, còn một người kia đó thì phải bắt đi lính. Thì do đó mà cái cuộc sống nó không có được như là giống như trước 75. Rồi sau đó thì bản thân của mình làm cái gì cũng phải sợ sệt hết, cũng phải cẩn thận và dè dặt trong từng cái lời ăn tiếng nói hoặc là cử chỉ hành động tiếp xúc với lại mọi người. Rồi có nhiều dân cũng than oán, ví dụ như về dịch chống Covid vừa rồi thì ở trên nói là có cho tiền, nhưng mà thực chất ở dưới thì họ không có đưa những cái số tiền đó cho dân để giúp dân. Đó là một cái điều bắt trọng thấy mà không có chịu mà sửa ngay lúc đó, phải đợi tới giờ chót. Là tới bây giờ thì bắt trọng sửa cứu dân thì nó cũng hơi muộn, mặc dầu là bắt trọng cũng muốn giúp nhưng mà không biết giúp cách nào. Hay là bác Trọng có những cái gọi là lính kế bên bác Trọng, hay bác Trọng nghe một chiều mà không có phải là phải đi theo hai chiều, không phải nghe theo những người cẩn thận của mình, mặc bầu biết là những người đó là toàn là nịnh thần không? Xin hết. Okay. Mình phải nói bắt chồng mà có công nhất, dụng sống dài nhất. Mình giả sử nha, ví dụ như 2-3 năm nay mà ổng ẹt đi, rồi một thằng trẻ lên, thì thằng trẻ nó hăng máu, nó suy nghĩ nhiều, thì nó ác với dân nhiều, đúng không? Nhưng nói nước mình đã mất tự chủ, thì thằng Trung Cộng nó muốn cái gì, dầu cho mình có đổi 100 ông lãnh đạo đi nữa đó, nó cũng y chang vậy à. Ê, Trung Cộng làm sao nó ra lệnh không à? Cũng giống như nó vô Việt Nam, mỗi lần nó họp, 18 ông bộ chính trị, nó để 18 bao thơ tiền mặt trên bàn luôn, chứ không để dưới bàn. Thằng nào mà không nhận tiền của tao thì thằng đó ngày mai tao sẽ chảm. Cái nguồn máy là như thế, xã nghiệp là như thế. Còn cái chuyện ổng á, tại vì ổng chết nhát, ổng mà gan á, ổng mà như Gorbachev á, là hậu thế nghìn nghìn năm sẽ làm tượng đồng lại ổng.
chỉ có cái là ông hơi nhát thôi, chứ thật sự trong lòng ông đều biết ông làm sai. Nước Việt Nam mình cần một vua bà chóp, nhưng mà không có ông nào mà ghen hết chứ, tại vì ăn mập thay rồi tiền quá trời. Bởi vì xuống thế gian này, người có tiền á, tự nhiên nhút nhát. Hồi xưa mấy vị mới nói, đến cái ngày mà để chế thay đổi á, nó xuống giống như là cái nấc đàn vậy, xuống cái một. Lẹ hơn là 75, 75 mình còn phải lên nóc nhà tổng lãnh sự, còn phải đi kiếm tàu vượt biên, còn phải đi bộ á, còn chậm á không? Còn giờ lẹ lắm, kẻ xanh với tiền là qua Mỹ hết rồi. Nói về mặt thực tế, còn về mà cái chuyện ông rút lò rút củi á, chuyện đó là giả. Phe thân Tàu chống phe thân Mỹ, nên nhớ, chứ không có phải là Thanh Liêm gì chứ. Cả ổng cũng không có Thanh Liêm nữa. Bác Trọng tưởng Thanh Liêm hả? Hoàn toàn không có. Ổng Thanh Liêm á, là ổng không có tiền là ổng làm rùa ba chớp luôn đi, sao ổng không làm? Mà mình phải phân tích như vậy. Cho nên ta, tức là thằng nào thắng là vua, thua là giặc. Ta đang có quyền là tao cứ dùng cái lý do đốt củi. Thật sự bản thân ổng đâu có sạch sẽ đâu đốt. Cho nên đó là phe phái. Mình không có nói về mặt đời lúc lò đốt củi nha quý vị. Mình đang nói cái bức hình bự. Còn về mặt tâm linh, ổng là một chư thiên ở tầng trời thứ tư cõi dục giới. Tiên ở trển nó cũng là có tiên tà nữa đó. Đâu phải tiên là ai cũng là xuống đây là người tốt không? Tất cả những ông bộ chính trị kia ngồi đây biết hết. Có một lúc có hai Bác Trọng nữa đó. Dạ ạ, nó vô Hollywood nó làm mặt lên ngày mai mặt giống hệt bác này tiền đó. Có một thời gian đó nữa. Nhưng mà bề trên cho ông ngoè ngoặt. Để khi mà tới cái ngày hôm nay nè, cái chuyện buồn cười nhất á, cái chức chủ chức của ông Phúc, chức gọi là chức gì ta, chủ tịch nước mà dịch cái tiếng Mỹ là gì ta, President phải không? President thì cũng giống như President Biden phải không? Là ai mà là có quyền đuổi ổng, phải dân hay là làm gì sai dữ lắm. Còn này không, chỉ một người một ngón tay là một tổng thống, là president, là tổng thống phải đi về giường à. Cái chuyện đó chỉ có xảy ra nước Việt mình thôi. Chủ bí thư của một đảng nó không có liên quan với bộ hành chính trung ương, không có liên quan với chính phủ, nên nhớ cái đó.